Bây giờ nhá. Câu thứ nhất, mời được Huy đó. Câu 1. Em phân tích cho cô câu này có dấu hiệu nhận biết là thi nào? Em có phần thứ nhất có dấu hiệu nhận biết hiện tại đây Ok, có chữ gì vậy? có chữ every Ok. morning Very good. Mấy chủ ngữ chúng ta là chữ gì? ai Thì động từ. đồng tôi là thêm F hoặc E. Rửa khí vô động từ thể thế mẹ cho em. Với thi hiện tại đó. Tôi có là phải đầu tư switch Đó, rồi thì ai là thuộc rồi thấy đó. Ngôi thứ nhất đó, mà em liệt kê những động chủ ngữ nào động từ đẩy nguyên những chủ ngữ nào động từ thể mẹ mà. em có đơn thư gửi mẹ là ái thì ai quy Ai quỳ dưu gầy ở đâu tư thể mẹ đó. dữ vậy ai chị Nó, em kiểm tra lại trong vở em ghi mà thì hiện tại đơn mà những chủ ngữ nào động từ thể thế mẹ những chủ ngữ nào động từ đẩy nguyên đâu đồng tư thể mẹ là thì si ít quá rồi có quả chữ ái không không đó. Em sửa rồi, mới sửa rồi bạn để lời này, em kiểm tra lại này. Cho nên khi các bạn làm nó bạn phải quan sát chủ ngữ. Ngoài được Huy ra nó còn bạn bạn hai bạn nữa này. Có nghĩa đi với ngôi ái mà đồng tư vẫn bị chia rồi. Bạn để nguyên cái đồng tư đó rính nữa không phải làm gì cả nhá. Đừng có thể mẹ, đừng có chia nó ra. Đó. Rồi, thank you được Huy, em tắt mạch đi. Vậy cho câu thứ hai. Câu thứ hai nào cũng như bàn sái sẽ mời hoang thẳng khi này cô điểm tránh rồi thầy rồi câu thứ hai nào mời bạn bạn thấy cho cô đấy là ở thì nào mời bạn mạnh cương đó bạn thấy nào. Em được có câu thứ hai là lịp là thanh lẹp của Ừ, ok, bật vì sao em? em được có tại vì suy hủy hủy là phải đổi đổi đồng đồng tư sáng cột hải. Ở đây là vì chữ nào? Không phải vì chữ hỷ sĩ, mà phải vì chữ nào? Chứ dẹt tới đây của Đúng rồi. Dẹp tới đây là chia thi hiện quá khứ đơn. Nên động từ phải đưa về thi quá khứ. Mà quá khứ của từ lip nữa là bật cái tắc ở trong cái bảng của chó nè nó sẽ thành là chữ lép nhưng mà nhiều bạn là không để ý nên là cứ thêm đế vào nên nó bị lồi thêm đế vào nó bị lồi đó cô ba cô bốn cô năm là không bị sai cô ba cô bốn không bị sai các bạn đều đưa về thi quá khứ rồi đúng không quá khứ của từ slip là slap cái này phải học thuộc. Con không thuộc là cứ không biết nên các bạn phải cố gắng học thuộc. Con quá khứ của từ đủ sẽ là từ đất. À. Quá khứ của từ đủ là từ đất nên là các bạn cố gắng thuộc đi. Bây giờ đến câu thứ năm cô sẽ mời. Câu thứ năm là mời bạn Phương Thủy nào giải thích cho cô năm nào. Câu năm em nhìn thấy được dấu hiệu nhận biết là thi nào? Em thưa cô, câu năm em nhìn thấy dấu hiệu nhận biết của thi hiện tại đớn. Ở vì chữ nào? Dạ, vì chữ every ạ. Đúng rồi. Thế thì chủ ngữ đấy là gì? Chủ ngữ là dạy ạ. Động từ. Động từ là viết ạ.
Em có chia như thế nào? Em chia như thế nào? em Duy Nguyên ạ. Rất tốt. Thank you. Đi về giấy đầu tư để nguyên, nhưng mà một số bạn gửi vào cho cô đó là thế mẹt vào. Đi về giấy làm sao mà thế mẹt được. Nên là đừng có thế mẹt vào sáu chữ giấy, là chữ rít. Đối với đầu tư đi về chữ giấy. Rồi, thank you. Câu thử bà sáu mời quý hứng phát biểu nào. Dạ. Em phân tích đi. Nghĩ đây là thì hiện tại đơn có chữ dơ gần. Có chữ dơ thì hiện tại đơn vị có chữ nào, có từ nào để phân biệt đó là thi hiện tại đơn? Từ nào kỳ hứng nào? Từ gỡ à? Từ gỡ không phải là cách để em chia ở thi hiện tại đơn, phải là dựa vào từ nào? Dựa vào dấu hiệu nào nào? Ai biết nó giúp quỳ hứng rồi đó, ai biết dựa vào dấu hiệu nào để chia câu sáu ở thi hiện tại đơn đó? Anh Duy please. Không, tôi có dấu hiệu là ở lâu quậy. Ok, away. Đấy này, quỳ hứng này, vì cái chữ away là thi cỡ đồng tư tân suất, ở trang tư tân suất, nên ta sẽ chia ở thi hiện tại đơn. Rồi. Mời một bạn nào, như là Quỳnh Như nào. Quỳnh Như giải thích nào. Có nhớ nó đến đấy nó thi hiện tại đơn rồi thì em sẽ chia đồng tư lấy như thế nào? Nhanh khẩn trương, nó ngồi không mở mấy trường. Mời suy hiểu nào. Suy hiểu. Dạ có. Giờ đây đấy là các bạn đã phân biệt biệt đấy là thi hiện tại đơn, em phải chia như thế nào đây? Đồng tư em phải chia như nào? Chúng ta có lắp vừa lấy gì? Và lấy ấn nhờ, có nghĩa em thêm ấn nó rõ chứ, và lấy à? Em giờ vở này bữa hôm có mở tay cho em thi hiện tại đơn đồng tư em chia như thế nào? Em đọc lại thì nó. Các bạn có mạnh dạn phát biểu thì mới nhớ lâu, còn mình cứ ngồi nghe rồi nó quên hết các bạn ạ. Bạn mà nghe xong là bạn sẽ quên, bạn phải mạnh dạn nói thì bạn mới nhớ lâu. Mạnh thanh nào. Em mới có lớp lấy thì mệt. Vì sao em lại thế mẹ? Vì có dấu hiệu là ở lâu quái và dưa gớn. Rồi em nhắc lại cho cô những chủ ngữ nào là đồng tư sẽ thế mẹt đâu. Mạnh thanh đó. Em mới có Em là đến về. thì À, sĩ hí ít hoặc một danh từ số ít. Bây giờ em cho cô biết chủ ngữ của chúng ta là chữ nào, hoặc là danh từ này là chữ nào. chưa gần rồi Chữ g này là số ít hay số nhiêu? số nhiều Rằng em biết đi có ép đến sau
Đúng rồi. Thế thì số nhiều thì đồng tư sẽ như thế nào? Đề nguyện. Đó. Có đúng không ạ? Vì vậy play sẽ đẩy nguyên. Các bạn nắm lý thuyết cô thầy rất là tốt, đúng không? Nhưng mà vận dụng nó bị lỗi. Các bạn giải thích là biết cách giải thích này, nhìn được này, nhưng mà vẫn cứ bị lỗi. Do là mình chưa nhớ. Nên là bạn cứ phát biểu đi ạ. Mỗi lần phát biểu là mình mới hiểu và nhớ lâu hơn. Còn bạn nghe cô nói và các bạn nói là bạn quên liền. Rồi, câu thứ bảy là cô mời bạn Giá Huy nào. Giá Huy. Giá Huy bật mic đấy nào. Đâu rồi? Tiếng thật đó. Học mà gọi không bật mic. Mời bạn Khánh Huyên à, bạn chỉ thế mà cô quên đổi cái bần hoài thì thằng bạn thì đấy đó nè. Khánh Thước à? Câu số 7 thì em có dấu hiệu nhận biết là lạ nên em chia từ quá khứ đơn. Rồi em chuyển thành của em. Very good. Em giỏi thế mà còn chơ mài không? Thôi không giơ tay phát biểu. Biểu đi chứ. Rồi thank you. Câu thứ 8. Mời. Mấy cái bạn này là tích cực giơ tay phát biểu này. Có mời Trần Tinh nào. Em thưa cậu là với có dẹp tới đây nên ta chỉ thấy quá khứ đơn. Not great, chuyển thành the not great. Very good. Thank you. Câu này là có dẹp từ đấy mà có chữ nọt trong đó nên ta sẽ thêm trừ đồng tư đứt vào. Khi thêm đứt vào đồng tư để nguyên như thế luôn. Đó, did not read. Rồi, câu thứ 9. Mời. Câu thứ 9 là mời bạn Hữu Cảnh nào. Mở mic lên nào. Câu cảnh mở Cô máy viết là thường cô là câu này em nhìn thấy dấu hiệu là từ đâu sẽ tới đây cô chị má. laptop. Ok em chia thi nào. Chia thì quá khứ đơn. Đúng, đúng rồi. Đồng tư trống ngoặc là chữ gì vậy? Bí Chữ bí hôm trước quá khứ nó có mấy dạng. có hai dạng Bây giờ chủ ngữ là chữ gì? quen Không chủ ngữ mà. Quen là từ để hỏi rồi. Chủ ngữ là chữ gì? ai. Không, trọng, ai là câu trả lời rồi. Ai là câu trả lời? Trong trong câu hỏi này chủ ngữ là chữ nào? Ok, bây giờ em nhìn công thức này. Em nhìn công thức em đã ghi bữa bữa trước này. Đối với câu hỏi, đúng không? Đối với câu hỏi, câu câu nghi vấn đó là sẽ có từ để hỏi này. Từ để hỏi này thì ít khi chúng ta thấy có từ để hỏi thì chúng ta viết từ để hỏi. Không thấy thì chúng ta viết tiếp theo là câu hỏi là chúng ta công người chỉ đâu. Em công người chỉ tiếp theo là câu hỏi đó. Rõ vợ em nghĩ nó câu hỏi công người chỉ tiếp rồi. Câu hỏi mà có chữ gùa dơ gùa rơ này em đọc câu hỏi em có nghe cậu trúc mất. Không thấy đúng vừa à? Ờ không nghĩ à? Có Rồi thì em đọc đi, cô cấu ra cấu nghi vấn của cô đồng tư tu bí đó.
Dư tiếp theo là gì gì? Hay là bất cứ câu hỏi nào em nghĩ công thức em đọc cấu trúc cho cô cái nó. Cái câu mà có dấu chấm hỏi đằng sau đó. Where công add công chậm chậm Đúng rồi. Đó, em ghi được mà cuối cùng. Đó, còn ẹt này. Thế thì theo em, chữ ẹt đây là từ gì? Ẹt đến nghĩa là gì? là danh từ. Là danh từ hay còn gọi là chủ ngữ ở trong câu. Còn cái chữ W nên là từ để hỏi này. Tán đảo tu bì lên trước. Còn chữ ẹt nên là chủ ngữ ở trong câu. Thế thì bây giờ em nhìn lại. Nhìn lại câu... cô tạ cô chị nữa đi, chủ ngữ sẽ là chữ nào? Giấy. Đúng rồi, chữ giấy này là chủ ngữ này. Thế thì chữ giấy này nó sẽ đi với chữ was hay là chữ were? Đi với word Em đánh văn cái chữ này cho cô Việt được không? W-A-S. Em nhìn lại trong vở em ghi có đúng như thế không? Đi về chữ giấy có phải W-A-S đó. Nhìn lại câu khẳng định. Nhìn lại câu khẳng định nào. Có phải W-A-S đó, đi về chữ giấy đó. W-A-S có gọi những chủ ngữ gì? Em đọc thôi mà. I, he, Đúng rồi, I, he, she, it và danh từ số ít. Có cái chữ giấy nữa? it. Không. Không. Rồi thì em nhi đọc tiếp cho cô khi nào đi chữ ta đọc tiếng Việt luôn. Rúa rơ nào. Và chữ rơ é nè. Em đọc mà. Quý dữ dạy. Đúng rồi. Thế thì đáp án ở đây sẽ là chữ gì? Đó. Đó nè. Rồi, cảm ơn em. Vì vậy em các em không biết, các em biết thì giờ tại phát biểu không nói, nhưng không biết cũng mạnh dạn phát biểu các bạn ạ. Không biết các bạn cứ bật bịch lên cố hướng dẫn cho thì các bạn mình nhớ được lâu, còn không học lý thuyết thì các bạn cứ nói thì quá khứ như dư lồn các thi lúc tụng thì tụi bạn học thì hoàn thành được dư lồn về quá khứ, bạn có nhận dạng được không? Cho nên các bạn cứ mạnh dạn phát biểu. Đến cô 10 này này, ai giải thích nào, bạn nào giải thích cho cô cái nào giờ tại phát biểu nào. Bạn giờ tái phát biểu ạ. Cứ mạnh dạn lên, mạnh dạn lên, chúng ta nói cho nhớ lâu hơn. Không ai dám phát biểu. Cô mời bạn Thú Hằng nào. Mời Thú Hằng phát biểu nào. Được rồi. Thì quá khứ đớn em cho cái trước là của con thứ sáu em Dương Nguyễn. Em được 10 điểm mà trong ở em nghĩ rồi, em có nghĩ như rửa không? Được có em Em đọc có lần bị có gửi lại like cách đó. như là cô. Em nếu mà em có nghĩ là gùa rơ dịu hát, em có bị cổ bạch lại ba chở gạch đó. Không Không bị á. em làm rằng em đọc được cô ạ. Nhưng mà ý cô hỏi trên Zalo của em có được có bị cổ gạch đỏ rộng không? Hay là chưa kiểm tra? Được rồi, bây giờ cô hỏi em này. Em chia câu này ở thi quá khứ đơn mà động từ ở trong ngoặc là chữ hẹp. Bây giờ để thành lập câu hỏi ở thi quá khứ đơn với động từ thường, em sẽ mượn rồi động từ là gì?
Rồi động từ cho thi quá khứ đơn nào em ơi, rồi động từ là gì? Chờ đồng từ. Hả? Lâu lâu rồi. Cố gắng phát biểu nhanh các bạn ạ, bởi vì những nhiều người chuyển đổi lên mặt thế giới. Rồi cảm ơn Thu Hằng, mời bạn Tuấn Hứng nào. Thưa cô là chào đồng tư là đất, Đúng rồi. Khi thêm đất vào thì đầu tư như thế nào em? đồng tư đề nguyện rồi. À, thế thì về câu trả lời theo em sẽ viết như nào? Thưa cô là em viết gúa Vi chủ ngữ. với chủ ngữ là hủy. Rất tốt. Đó. Thế thì tại sao câu này chúng ta lại dùng thi quá khứ đơn các bạn này? Mà em nói nhìn thấy dấu hiệu một cái. Mà em lại chỉ thi quá khứ đơn. Bởi vì ta bỏ khi người ta hỏi là tại sao bạn lại giúp anh trai bạn hoặc em trai bạn làm bài tập với nhau vậy? Ví dụ em trai bạn đi nộp bài, cô giáo hỏi tại sao lại bạn lại giúp em trai làm bài tập với nhau? Bởi vì nó rất là lười suốt cả một quá trình, nên là cái câu này nó đã dập rồi thì mới hỏi được, còn chưa dập thì không thể hỏi được, nên là việc này nó đã kết thúc hoàn toàn rồi. Nên chúng ta sẽ chia ở thi quá khứ đơn, một số bạn là chia ở thi hiện tại, why do you have, nhưng mà câu này ta dập rồi mà, nên chúng ta sẽ chia thi quá khứ đó. Thì đó là cái bài tập chia động từ. Và hôm trước chúng ta la mãi cho ta mới đến câu thứ 10. Cô mới yêu cầu là câu thứ 11 rồi đấy, là các bạn phải ghi vào vở làm lại. Nhưng mà một số bạn cũng lại làm. Bạn đã cô mới nói yêu cầu các bạn làm lại thì các bạn mới hiểu rồi đấy các bạn này. Bạn có muốn học tất cả các chuyên đề tiếp theo để hiểu thì bạn phải hiểu được các cái thi này cái này. Rồi mới vận dụng được vào các cái chuyện cái câu. Ví dụ như cái tối của Trump mới dạy các bạn chuyển đổi quá lại ở hiện tại thành và quá khứ nữa. Bạn không hiểu quá khứ Việt rằng thì làm sao mà Việt sáng hiện tại thành được. À, cho nên là các bạn phải cố gắng học đi. Học rồi các bạn phát biểu. Phát biểu để mình hiểu hơn được. Đây câu thứ 11 này. Bạn nhìn lại đây này. Mà trước cô chưa đến đấy. Tại sao cô chưa vi xuống hiện nay? Sẽ có một số dạng bạn phải phân biệt được hai mình đây, phía trước và phía sau mới chọn được, nên giải thích cho các bạn để các bạn chọn lại, bạn hiểu hơn để chúng ta sáng cái thi tiếp theo được, để mà chốt cái đoạn thi để chúng ta sáng với dạng câu. Bây giờ câu thứ 11 bạn đã phát biểu nào, ai phát biểu câu thứ 11 nào? Tình Nguyên đi, mời bạn Ngọc Diệp nào. Câu thứ 11 tròn 7. Vì sao? Vì cô Z today là dấu hiệu nhận biết của thi quá khứ đời. Very good. Thank you. Câu này, vì có chữ Z ở đây, chúng ta sẽ chia thi quá khứ. Mà câu A là ở hiện tại. Câu C cũng ở hiện tại. Nếu cô quẳng cái chữ Z ở đây, cô thay bằng chữ every đấy, thì bạn sẽ chọn được A và C. Các bạn nhớ đó. A và C là hiện tại, còn B là quá khứ. Vì Z tới đây nên em chọn đáp án B. Rồi, câu thứ 12 là cô mời bạn Phương nào. Phan Phương phải không? Dạ, em đưa Em câu giải thích hỏi nào. thứ hai là em chọn câu C ạ. Tại vì là Vì có all the way. là thì Là thì hiện tại đây. chủ ngữ Chủ ngữ tối này là số ít. Nên là em thấy em. very good, thank you. Đó, chủ ngữ là Tony tên riêng nên đầu tư phải thêm mẹ vào và dấu hiệu là always. Còn nếu cô bỏ cái chữ always đi, cô thay bằng chữ là Friday thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là A và B. A và B là thi quá khứ, con C là thi hiện tại. Nên chúng ta phải chọn đáp án C. Rồi, câu thứ 13. Ai phát biểu nào? Chúng ta ai biết, chúng ta cứ giơ tay mạnh dạn các bạn.
Giờ 10 người thì được gọi có một người. Ừ. Rồi, có mời bạn lấy đá nào. Chú cổ là chọn đáp án á. Vì Có éo với rí. Ở hiện tại đớn. đúng rồi, động cơ đi với ngôi ái nên dư nguyên như thế. Còn cô bé là thi quá khứ, mà cô sấy là thi hiện tại tiếp diễn. Đó. Rồi câu thứ 14. Câu thứ 14. Hạnh thương đó. Giờ kiểu được cố là có tụi như thì ở đây Em nói lại đi vì em cứ tập mạch cho chưa nghe được. giờ kiểu cố là có 14 cháu chỉ ở cháu 14 là cháu không thấy dấu hiệu biệt luôn đó. Cháu vừa vào cầu là cháu kia ở trên tay đứng. Rồi, em hiểu câu này có nghĩa là gì? Nhưng mà cậu này có nghĩa là Mua anh ơi mua một ít trứng. anh là một Ở đấy là anh ấy mua một ít trứng để làm bánh, đúng không? Anh ấy mua một ít trứng để làm bánh. Thì cái hành động này bằng kêu bạn thường nói là em nó không nhìn thấy dấu hiệu, nhưng mà cái hành động này đã mua rồi, đúng không? Con việc đã mua hoặc sẽ mua. Con đồng cảm với chúng ở thì hiện tại thì hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần, hay là một thói quen, một chân lý, thì nó không dùng cái hành động mua ở hiện tại các bạn nhá. Mua thì chúng ta sẽ có, mua ở tương lai sẽ đi mua hoặc đã mua rồi. Vì vậy chúng ta không dùng câu này ở hiện tại, câu này là kể lại thôi. Anh ấy đã mua một ít trứng để làm bánh, mà chữ bái sáng quả cử không thể đổi y dài thay y ngắn thế mẹ đấy được, nó bị lỗi. Nên đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án D, là đã mua một ít trứng để làm bánh. Còn thì hiện tại là hành động này nó lặp đi lặp lại nhiều lần đấy, không có, không phải, đúng không? Không phải là thói quen, không phải là sự thật hiển nhiên. Vì vậy chúng ta không dùng hiện tại. Rồi, câu thứ 15. Câu thứ 15 mời Hà Mỹ phát biểu đâu. cô câu thứ 15 em chia ở Ờ thế chị nè. Thế chị hát mấy? Chưa biết có. À, chưa biết, thank you. Ai biết đó? Có mới làm ai biết đó? Anh Duy đó. Không đâu có chứ. Thì quá cứ đơn. Vì chữ nào vậy? Vì là nó khỏi dấu hiệu của Có chứ, còn cái câu nặng mấy lắm này em đọc sẽ có một chữ ở thi quá khứ giúp em chia câu đời thi quá khứ mà. Đó là vì chữ nào? em có biết vợ Nhìn thấy cái từ nào ở thi quá khứ mà em học cả. quái Chữ hoài. Mời bạn Đức Phước nó. nha em cho cô là em phải tư quái Chữ hoài, cái từ nào được?
Dạ, về từ quận. Đúng rồi. Ở đây là từ was. Từ was này ở thi quá khứ mà. Đâu từ tôi bây giờ quá khứ đấy gì? Thank you. Đó. Đấy là thi quá khứ vì em thấy có từ was thì em không cho đáp án A được. Con đáp án C. Chắc vợ bình. Vợ bình này nâng thiếu cái gì nữa các bạn? Vợ bình này chưa phải là thi nào cả. Đáng thiếu động từ to be. Con the raven cũng chưa phải là động từ nào cả, bởi vì đây quá khứ văn tay như hiện tại tay nâng thiểu hẹp và hẹp đúng không, nên không thể chọn được, ta sẽ chọn đáp án là B. B đưa rải với nâng thiểu to be mà đưa rải với nâng thiểu hẹp và hẹp nên ta chọn B. Rồi câu thứ 16, câu 16 nào bố ơi, nhưng bạn khác đi được nắm bàn đấy, nhưng nắm bàn này thế này thì rất là tích cực. Mời từ Tuấn Hưng anh với những cái bạn này thế này thì liên tục đó. Nhưng bạn khác thì mạnh dạn nói đi các bạn, nói là có sửa cho. Mời mời bạn Mạnh Cương nào phát biểu nào. Em được câu là dấu hiệu nhận nhận biết của câu 16 là lạ là thời quá khứ đơn quạt ở gạch chắn thứ nhất là em cho anh quả có À, em đều mượn rồi đầu tư đất. Đúng không? Khi nhờ mượn đất rồi thì đầu tư Đại ở Nguyên. à, đây Nguyên câu trả lời Câu trả lời là dùng ở cột hai. đúng rồi, nên em giọng vào đó em thấy đáp án là đúng nhất phải không ạ? Thank you. Ở đây này vị trí thứ nhất là chữ đất thì ta nhìn thấy đáp án A B C D đều có chữ đất, chưa loại được đúng không? Vị trí thứ hai có chữ đất rồi, đầu tư đẩy nguyên, ta lại tiếp tục nhìn thấy ở đáp án C, đáp án D và đáp án A, nhưng mà đã chỉ loại được đáp án B, không chọn. Câu trả lời, câu trả lời là thi quá khứ đơn đến ở cột hai mà đáp án C là ở cột 3, đáp án D là ở cột 1 nên không chọn được, để em chọn đáp án A. Các bạn phải phân biệt được như vậy nè, để hôm sau chúng ta nó học câu ước rồi câu điều kiện rồi câu trực tiếp gián tiếp nó lùi thi lung tung rồi nó không phân biệt được đúng không? Câu thứ 17, câu 17 nào bạn nào tên Nguyên nào, giờ cái phát biểu của xem được 7 bạn có khả năng phát biểu đấy nào, được bạn nữa nếu như bạn khả không phát biểu mời Đức Phước nữa. Dạ, em sẽ có là em cho anh câu C ạ. Câu C à? Câu C là chữ đúng. Ông có câu B có ạ, năm câu À, B cô B. Rồi, cô B. Cô B em phân tích cho cô tài sản cho cô B đó. Dạ, em sẽ có là vì đấy là thì quá khứ đợi như này là cho dùng ngữ tả về thêm tâm tư về thêm để đấy hoặc là như là cụ thể và họ đó thì phải chỉ tâm tư họ đó thêm thứ hết là Rồi. chuyển sang. Được rồi, em dừng lại này. Khi thêm ED hoặc cột 2 thì em sẽ nhìn vào đáp án A, B, C, D. Có mấy đáp án hoặc thêm ED? Dạ có là có hai À, đó là đáp án nào? dạ và à và bé gọi Đúng rồi. Thế thì lý do gì em không cho A mà em đi chọn B? dạ em thì có là vì em thấy là từ hẹp Đáng ở thi nào đấy thầy? là Nguyễn thầy quá Đúng. Sáng cô trái thầy đánh chơi gì? là thay từ hẹp
Đúng rồi, cảm ơn em. Rất tốt. Các bạn làm bài là các bạn phải vừa phân tích vừa nhìn đáp án mà loại trừ đi những cái gì không liên quan. Ở đây đã học thì quá khứ thì động từ nó phải thêm ý đi, mà đáp án C và đáp án D nó chưa thêm nên em không chọn. Chỉ còn A và B. Vị trí thứ hai sáu chữ em nó tương đồng, vì vậy nó cũng phải thêm ý đi, mà chữ hẹp này là bất quy tắc không thể thêm ý đi được nên nó phải nhìn vào cột hai nó thành chữ hẹp đơ, để em chọn đáp án B. Đó. Rồi câu thứ 18. Câu thứ 18. Tại sao mà cô chưa kỳ đã để bạn cố thầy cái bài tập cô trả người cho các bạn để phân biệt thi quá khứ đơn và thi hiện tại thành, thì bạn phải biết được những khi nào chia quá khứ đơn chia như thế nào thì mới chọn được đáp án với thi hiện tại thành các bạn ạ. Rồi trở đi trở lại từ mấy cái bạn này rất tích cực. Có mời Trần Tinh phát biểu có 18 nào. Em tự cố là em chọn đáp án A. Vì Vì có là rồi tiếp đi. ngữ là ái. À, đáp án A. Vì Vì có có là lạ nên chia nên thì à, cứ đơn đúng. nên loại giấy và giấy loại luôn bảy của vì anh đỡ đỡ công nó công động từ nguyên thầy Bạn đã rất tốt nên là quá khứ. Rồi, thank you. Đúng rồi, rất tốt. Khi mượn đất vào rồi thì động từ sẽ để nguyên. Đúng không? Động từ sẽ để nguyên. Và vậy thứ hai là quá khứ nên chữ say sẽ đổi thành say. Say. Đúng không? Cháu ơi, em tắt mic đi. Con đáp án C này hoa đáng để nguyên thầy. Chúng ta không thể chọn. Đáp án B, một vậy ở quá khứ mà về kia lại ở hiện tại nên cũng bị lỗi không chọn. Đáp án B, đã mượn đất rồi mà động từ này lại ở quá khứ nên không chọn. Loại trừ đi, nó cần đọc cái câu đấy nữa mà chỉ đáp án A là đúng với thì quá khứ à, ở thi thể phủ định và thể khẳng định nên là ta chọn A. Rồi tương tự nó câu 19. Câu 19. Phân tích tương tự ạ, phân tích câu trả lời thôi ạ, để mà loại trừ đi. Cô mời Hà Mỹ đâu. cô chỉ ở quá khứ đơn Rồi. tại vì cậu quen ở đó Đúng rồi. là em chọn đáp án C Vì sao vậy? vì trước câu hỏi là có chữ đất và ở sau là em dùng phương pháp Rồi, đúng rồi, em dùng phương pháp loại trừ, em loại trừ đi. sơ tẩy chưa chia này sơ, Ừ. đáp án A là có sơ tẩy là chưa chia B là chỉ ở thể phủ định nhưng mà tẩy là chia nên là loại con dế thì là world là sai. À, ở ở tiền là đồng tư thương không thể đi về đồng tư tu bí phải không ạ? Very good. Rồi em hiểu bài này đấy. Em làm phương pháp loại trừ nhưng đáp án không liên quan. Nó bị lồi, lồi một phần đâu đó. Nó đã hiểu cách giải thích rồi. Rồi. Câu thứ 20. Câu thứ 20. Bạn nào giải thích nào? Nhanh nhá. Nó quá rõ rồi đúng không ạ? Câu 20 đâu? Thì nào chứ cứ mấy cái bạn này rất là tích cực. Trần Đức Phước, Trần Thanh Hà Mỹ, Vì Khánh Thường, Ngọc Diệp là những bạn rất là tích cực phát biểu. Mời Ngọc Lập nào. Ngọc Lâm. Học là các bạn là học thì đông mà cố nhìn thấy được bạn đang học cái gì vì bạn mở bạn đang làm gì, vì vậy các bạn cố gắng tương tác thì cố ạ.
cố gắng tương tác với cô để cô hướng dẫn cho để mình hiểu bài, chứ bạn cứ ngồi im rồi nó phát biểu nó không làm được bài đâu. Cô mới phương lính nào. Phương Linh. Mời bạn Thánh Lãm nào. Thánh Dạ. Lãm. Cô phát Dạ. biểu nào. Em thử cô lại em chọn đáp án nào. Bây giờ em nhìn thấy cho cô dấu hiệu nhận biết là thế nào? Là Chia thi nào? em tay thực diện Hiện tại tiếp diễn em đợi trong này có công thức bố là hiện tại tiếp diễn không? Hiện tại tiếp diễn nó có động từ nó phải thêm gì vào? Hả? em chưa biết đâu. Đó là chưa biết bất trước em học rồi mà thì hiện tại tiếp diễn em nhìn vào vở của em à? Hiện tại tiếp diễn động từ phải làm gì? Thế mẹ à, em ghi trong vở hiện tại tiếp diễn nó đang như thế mẹ à, em kiểm tra lại trong vở của mình đi. Rồi mời bạn Phạm, mời bạn Văn Châu nữa. Em thưa cô là học em chưa làm được câu này cô ạ. Bây giờ câu hỏi này trong này có dấu hiệu nhận biết là thế nào? Từ lạc Từ lạc. là Từ lạc là chế ở khi nào? từ lạc là chị thì Khi nào như ta đang học khi nào đây? Bạn học có được đấy trong tháng mà hiểu bài được, bạn học thi này chưa nặng được, các bạn lại học thi mới rồi là có khi lại không nặng được đi học tiếp, các bạn nói nặng được, bạn nói chịu khó nghiên cứu. Cô đã yêu cầu là học thuộc dấu hiệu cách dùng và bảng động từ bất quy tắc, thì bạn phải cố gắng học thuộc đi, sau này nó lời thầy hỏi để nó mình hiểu rồi. Từ khi nào chưa chưa bài tập ở thi nào chưa trả lời được thì làm sao mà học được. Mời bạn Xuân nào. Xuân. Dạ. Chúng ta đang học khi nào đấy em? Chúng ta đang học Khi nào thì đã ổn khi nào đấy? thi last quá khứ đơn. Đúng rồi, thì quá khứ đơn thì em bạn nào BCD đâu đó, đáp án là quá khứ. Cái quả cửa đơn đáp án là quả cửa. Đáp án
Đáp án giới của Đáp án dễ à? Rồi khi tụi em học thiên đàn thanh, em có nhìn thấy cái chữ này không? Cái tụi em học thiên đàn thanh, em có nhìn thấy chữ này không? Đoạn này chứ em, đoạn này em thấy chữ sĩ này. Em không bao giờ cho nó bạn xế, vì là đấy là chữ hẹp ở thiên đàn thanh cái tuổi này. Đối với xế với dế sáu đỏ không thể là chữ gấu được, mà ở cột bá của chữ gấu sẽ là chữ gì? bảo của từ gấu là từ Chữ đúng gốn, gõ nơ é, chứ nó phải là chữ gấu được đấy, nó thể tròn xế dế được ở thiên đàn thanh. Mà quá các em, khi tối quá các em học nữa, thì ít nhất các em cố không yêu cầu ngư nghĩa, cố yêu cầu bạn đọc cái bản dịch chứ này, học tiếng Anh tôi giỏi đọc cái câu đó đâu. Trước mặt các bạn cứ dùng bằng mắt để nhìn rồi này, hẹp và hẹp này ở thi là đàn anh, vì vậy ở đấy phải vế cột hai cột ba, mà đấy người ta đương nhiên vế hiện tại mà năm nào mà chọn được, đúng không? Không thể chọn được mà cái chữ hẹp này là ở hiện tại mà, thì hiện tại mà đấy cột chúng ta đáng học ở thi quá khứ. Quá khứ của từ hẹp sẽ là từ hẹp đờ, đáp án đúng sẽ là B. Như các em chưa thể phân biệt được cái dấu hiệu để dùng thi hiện tại hay thi quá khứ, các bạn cứ mạnh dạn phát biểu đi, bên các bạn đã không làm bài nè, cứ ngồi học cứ ngồi in như thế, mật ngoài lên bật mic cũng trả lời luôn, cũng không bật mic luôn thì làm sao mà bạn cải thiện được cho mình. Nên là đã học là cố gắng nghe, tham gia phát biểu để hiểu được vấn đề, chứ nên các bạn cứ ngồi im mới rửa đi mất thời gian, nên nó mất thời gian của những bạn khác nữa, bởi vì chờ đợi mà. Nên các bạn cố gắng tương tác đi ạ. Thì ở đấy á, là cái thi quá khứ là cô đã dạy hôm trước nè, giáo bài tập cho các bạn phân tích rồi, nhưng một số bạn rất là tích cực làm bài gửi bài tập 90 đó, rồi gửi bài tập tới, nhưng mà một số bạn thì ý thức chưa được. Cô đã nói là đã làm rồi thì các bạn gửi cho cô, đừng có chờ đến ngày cô dạy rồi mới làm bài tập, bởi vì bạn đang học cái chuyện đây là thi, thì thi là có mấy ba thi mà có cố là ổn cho các bạn 8 thi, thì bạn muốn học được thi này thì bạn phải học, muốn học thi kia phải học thi này cho được, thì thầy cô trấn có lịch dạy về thi, các bạn phải học cái quá khứ đi để hiểu cái thi tiếp theo nó sẽ thi gì. Vậy nên bạn chờ đến buổi cố dạy bạn mới học. Thì bữa nay là lịch cô mở dạy, không phải là cô Thảo nên không học thi quá khứ, là nó hiểu chi luôn. Rồi tám thi có sự kết hợp cho các bạn, tại sao mà đi từ 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 thi này đến thi kia, phải học quá khứ rồi mới học hiện tại thành được, thì các bạn phải cố gắng đi nhá, ghi chép cho cẩn thận. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cùng chuyến đề thi nữa để khép lại, nhưng mà tình hình này là của cô các bạn vẫn chưa nặng được, chưa chuyển đổi quá lại chưa nặng được. Ở đấy này là khi nào chứ chúng ta đang học về thi quá khứ, đúng không? Thi quá khứ này, tôi đã lái xe đi làm trong khi anh ấy đang ngủ, đúng không? Tôi đã lái xe đi làm trong khi anh ấy đang ngủ. Anh ấy đang ngủ này, while he was sleeping. Ở đấy người ta gọi là thi quá khứ tiếp diễn. Thì thi hiện tại tiếp diễn như thế nào? Chúng ta sẽ học thi quá khứ tiếp diễn như thế mà chỉ đổi động từ to be về với thi quá khứ đơn. Đó. Ở hiện tại là em ia cộng với anh. Ở quá khứ sẽ là was và would cộng với anh. Vì vậy bây giờ chúng ta sẽ ôn tập về thi quá khứ tiếp diễn. Bạn ghi nhánh vào vở, vì thi này nếu nặng hiện tại tiếp diễn rồi thì quá khứ tiếp diễn nó rất đơn giản cho bạn, nên các bạn cố gắng ghi nhanh bài một bài vào và nhớ cho cô thi quá khứ tiếp diễn có công thức là gì, dấu hiệu nhận biết của thi.
Đó, thì quả khứ tiếp diễn ạ. Bây giờ bạn nào nào? Bạn nào có thể nếu được công thức của thi quả khứ tiếp diễn á? Cô mới lấy nào phát biểu đó. Có thầy khẳng định chủ ngữ công quát hoặc của công đồng tư thế mới, thầy phủ định chủ ngữ công quát hoặc của công nọt công đồng tư thế mới, thầy nghĩ vẫn là quát hoặc của công chủ ngữ công đồng tư thế mới. Very good. Thank you. Đó. Thế thì thi quá khứ tiếp diễn bạn ghi một bài vào đó, bạn ghi thi quá khứ tiếp diễn. Cái này bạn chưa được ổn đúng không? Thì nó công thức bạn lấy nó đã nêu cho các bạn này. Thì quá khứ tiếp diễn là nó giống như thế hiện tại. Chỉ việc đổi động từ to be, am, are thành was là được. Đó, là được. Nó đơn giản thế. Khi nào dùng was, khi nào dùng were. Bây giờ sẽ mời bạn nhắc lại. Khi nào dùng was và khi nào dùng were. Cô mời bạn Hoài Thương nhắc lại nào. Khi nào dùng was và khi nào dùng were. Mời Hoài Thượng nào, nhắc lại nào. Mời Hoàng Thẳng nào. Thì nói đi à, không hỏi nữa là chia lúc tống nữa đi. Nhanh đi các bạn, không luyện nữa, không kịp chừa bài, mau lấy không hiểu bài. Hoang thẳng không? Học có gì? Học học không tương tác, không đọc có cái công thức trong vở đưa ra mà không không chịu giơ tay mà cũng không bật mic để nói luôn. Để phải nói với cô mở thái độ học tập như thế này mà không ổn là cho nghỉ bơn. Để cho những bạn khác học học. Hối quyến à? Hội viên Hội viên bật mic lên. Hội viên à, mời bạn Mạnh Thanh nào. Em thì có là thể Cô hỏi là khi nào dùng were, khi nào dùng were. em thì có thể dùng quật khí dành từ số ít con dùng quật khí dành số nhiều Cụ thể. như là ai quỳ dịu giấy là số nhiều con khí sĩ là số ít Ái là nghĩa là gì? ai nghe là tội. Tối nhiều hay ít? Tối nhiều hay ít? Anh. Tối là mấy người? Một Một là nhiều hay ít? Nè. Rồi thì ai phải đi về gùa hay là gùa? của ở của Đó.
Cẩn thận với cái này này em. Cảm ơn em. Ở đây nhá, đừng có nói theo thói quen. Ai quy chiêu giấy là vua, he she là vua. Không phải ạ. Đối với cái thi này, bạn nhớ rằng ai là số ít nên đồng tư tôi bị phải là vua, không phải là vua rơ được. Nếu không đọc được tiếng Việt, chỗ tiếng Anh chuẩn, bạn đọc was, were, đọc rơ ráo cho rõ để phân biệt hai cái âm này luôn. Đó. Còn cách dùng này, trong cái thi hiện quá khứ tiếp diễn nó sẽ đi với các cái phó từ này, nó có từ while, nó có từ while, while at that every moment at 10 o'clock last night, có nghĩa là bạn sẽ nhìn thấy một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Chúng ta sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn. Hôm qua là bạn học dẹp tới đây, last night bạn dùng thì quá khứ đơn, nhưng mà bây giờ thêm một cái giờ cụ thể vào. Ví dụ lúc 9 giờ tối qua em đang học tiếng Anh thì phải dùng quá khứ tiếp diễn mặc dù nhìn thấy tối qua. Đó. Hay là lúc 8 giờ ngày hôm qua em đang chơi game thì phải chia thì quá khứ tiếp diễn. Hoặc là từ why, trong khi em đang làm gì đó thì bị một hành động khác chen ngang. Bạn phải ghi vào vở đó. Cái này phải phân biệt được hành động nào chen ngang và hành động nào là tiếp diễn. Hai hành động xảy ra cùng lúc, nhưng mà hành động thứ nhất xảy ra sớm hơn và đáng tiếp diễn thì bị một hành động khác thứ hai chen vào. Thì hành động thứ hai đó sẽ chia thi quá khứ đơn. Nó chia thi quá khứ đơn. Ví dụ này. Ví dụ nhá. Có từ why sẽ dùng thi quá khứ tiếp diễn. Và về kia sẽ dùng thi quá khứ đơn. Bạn nhớ nè. Bây giờ chúng ta nhìn. Bạn ghi nhánh vào vở cho cô cái nào. Ghi đó đi. Thi quá khứ tiếp diễn. Thi quá khứ tiếp diễn. Diễn tả hành động đáng xảy ra. Thi có một hành động khác chen ngang. Thì có một hành động khác chen ngang. Hành động chen ngang chia thi quá khứ đơn. Hành động đang diễn ra chia thi quá khứ tiếp diễn. Dư bị quan trọng là phân biệt đâu là chen ngang, đâu là tiếp diễn này. Ghi vào cái này nào. Ghi công thức vào đi. Ghi công thức vào. Ghi cách dùng vào. Ai ghi xong rồi giơ tay lên. Ghi xong rồi giơ tay lên để cô biết bạn đã ghi xong. Nhưng ai ghi xong nó giờ tay lên có biết ạ. Ghi cái công thức vào. Ghi cái cách cô đọc mấy cái cái đó nè. Còn bạn nào mà muốn hiểu hơn nữa thì ghi ai he she it công vua quý chiêu giấy công vua ghi nhánh nhé.
Nhưng bạn có lại cố gắng ghi nhánh các bạn ơi. Ok, cơ bản là các bạn đã hoàn thành rồi. Còn một vài bạn nữa cố gắng tăng tốc lên một tí. Ở đấy này, cô nói lại này. Khi chúng ta nhìn thấy một thời điểm cụ thể trong quá khứ, chúng ta sẽ chia thi quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn. Hoặc là khi có hai hành động diễn ra mà trong có chữ quái hoặc chữ quen, thì hành động nào xảy ra sớm hơn mà đáng tiếp diễn thì chúng ta dùng quá khứ tiếp diễn. Hành động xảy ra sau chén ngang hành động trước thì chia thi quá khứ đơn. Vậy giờ bạn nhìn vào ví dụ ở đây, bạn chia cho cô thi quá khứ tiếp diễn. Đối với bài tập này các bạn chỉ cần nhìn trên màn hình ghi kết quả vào là được. Có nghĩa là một bạn sẽ chia như thế nào với chữ gấu, không cần chép đây, không cần chép đây nhá. Bạn chỉ cần số 1 ghi như nào đến số 5, ghi đáp án vào cho cô cái nào nào. Bạn cứ ghi ạ, bạn làm. Nhưng ngày mà làm được rồi, chúng ta đưa vào hộp chat để cô nhìn thấy bạn đã làm được bài. Và nhớ gửi tin nhắn riêng cho cô. Được rồi, rất tốt. Có nhiều bạn nó làm nó nhanh. Bởi vì đấy thì đã, nếu đã hiểu rồi thì không có vấn đề gì. Thấy bạn mạnh cương, bạn mạnh thanh à, có đáp án rất là nhanh. Bạn anh Duy lên á, là những bạn rất là tích cực, vẫn cháu mà được một câu. Đó. Ok. Giỏi rồi, hiểu rồi đấy, những bạn này là khi nào như học là hiệu quả. Phát biểu rồi thì như hiểu thôi, đúng không? Đó.
Là tốt rồi. Nhiều bạn rất là tích cực, mất rồi đấy nó lại cứ có mấy cái bạn này như Lê Nà rồi là Khánh Thương, Trần Tình, Mạnh Thanh rồi bạn Mạnh Cương và bạn Hà Mỹ và có thêm bạn Đức Huy, Đức Huy và tham gia là Khôi Nguyên đó. Đúng rồi, rồi đã hiểu về thi quá khứ tiếp diễn rồi. Quốc Lâm, very good. Tuấn Hưng đó. Nhưng mà những bạn này này, Tuấn Hưng, Quốc Lâm, Công Lâm không khi bao giờ lại phát biểu sờ cũng gọi vậy. Bạn Tuấn Hưng nghe em kiểm tra lại của bồn xem sao. Tuấn Hưng kiểm tra lại của bồn. Rồi, như là sẽ gọi nhánh này. Cô bồn mới hữu cảnh nào. Phát biểu. Giơ tay phát biểu em. Hữu cảnh. Giờ cô một này em sẽ làm gì? Nhánh thằng trước các bạn họ gửi đó bạn hết mà còn thấy em gửi gì cả. Bây giờ cô hỏi hữu cảnh này. Cô đang yêu cầu em chia cái đồng từ này ở khi nào? Thì quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn nó sẽ có công thức là gì? Cô đang hỏi bạn hữu cảnh thì nhưng bạn đã làm được từ đưa vào hộp chat bình thường ở bạn nhá, tương tác hộp chat đi ạ. À. Cô thấy tên đó là cô gọi không? Nếu nhưng bạn không có tên nó sẽ gọi. Thư cảnh nào, công thức của tiếp viên nào, bà thư tiếp viên Có ba thầy hay là chỉ có một một thầy thôi, được mặt là cứ một thầy cái này. không would wear không với bị Đúng rồi, bây giờ chủ ngư của chúng ta là chữ gì, ai ai thì sẽ công chữ gì, công không chữ với vua hay chữ vua rơ. would Đồng tư em sẽ làm gì? đầu tư em thêm quý vị. Được rằng em ra bài. Đang là cứ ngồi rồi. Mà gọi mày mới đừng mỏi mà nói rồi. Ai mình nói chịu suy nghĩ, cứ nghĩ nó khó hoặc nó không có học thì nó không mới hiệu quả được em. Rồi, cảm ơn em. Tương tự như vậy, làm mấy câu tiếp theo đi. Mời bạn Hoàng Thiên. Nếu đầu tư được không đọc được thì em sẽ làm gì nói được luôn đó. Thế mình Đúng rồi, nó đang giờ đây phát biểu không thể tưởng tạo hợp chặt. Ngồi học nó tưởng ta bốc chát giờ tay phát biểu nghe chưa. Rồi Dạ. ok thank you. Câu này thì không vấn đề gì cả vì đâu ai thì đi vừa thêm mình thôi. Con lệ thế nhưng mà nhiều bạn có dám người vô hộp chát đâu. Tiếp tục. Câu tiếp theo là mời bạn Quỳnh Như. Quỳnh Như khi này chứ cô chưa gọi được này. Mời Quỳnh Như. Cô nhận được bài của sĩ Hiểu rồi. Nhiều bạn nói nhiều bạn Quỳnh Hưng mời được một Quỳnh Hưng được rồi ok. Mãi chị ơi em kiểm tra lại cô nắm xem. Mãi chị kiểm tra lại cô nắm đi. Rồi bạn bạn Văn Châu ok. Bạn Đức Phước rồi và cái bạn Quỳnh chị nữa không coi được cũng biết có võ học hay không vô lý thật. Mời Thu Hằng nào. Dạ vâng. Em Đây. nhận
Cậu nói em thấy chị em đang đó em đọc đi. Em chỉ có bạn chị vợ À, was I studying? Bởi vì ở đấy là were, đi với gym là phải là was. Và động từ ghép thêm anh vào là được. Rồi, câu thứ 4. Câu thứ 4 là mời bạn Xuân. Mời bạn Xuân. Nhanh nha. Dạ thưa cổ là what's writing? Đúng rồi. Mà bột thêm ứng vào đó chứ rõ thì em phải làm gì? Bỏ chị ghẻ với thêm ứng. Đúng. Câu thứ 5. Mời bạn nhé. Mời bạn Bảo Ngọc. Cô nào mời bạn Bảo Ngọc. Như bạn có đáp án đúng rồi. Cô Nam, cô bỏ qua. Cô Nam nào? Bảo Ngọc, nhanh ra trường. Đó là... Không gọi được cái gì. Mời cuộc lắm nào. Chào thưa cô là what's writing? Cả 5 câu chỉ có câu này là sang số nhiêu gì? À, chào câu năm á cô. À, Were living. đúng rồi. Con cô nắm bàn phát biểu cái này rồi. Nó dây có không ví nữa. Đó. Đó là thi quá khứ tiếp diễn này. Nó khó nhất ở đấy là bàn phải chia cho được. Nó chữ word hay là chữ were. À. Con bây giờ sẽ tiếp tục chọn giữa 2 thi. Thi quá khứ hay là thi quá khứ tiếp diễn, nó khó hơn tí. À, thi quá khứ hay là thi quá khứ tiếp diễn này, tương tự đáp án này bạn cũng chỉ cần ghi đáp án vào vở cho cô, bạn chọn từ nào để tí nữa chúng ta sẽ giải thích. Cô nhắc lại này, quá khứ tiếp diễn là hành động đang diễn ra xảy ra trước, quá khứ đơn là hành động chén ngang xảy ra sau, xảy ra sau. Nên là bạn xem thử là chúng ta sẽ chia ở quá khứ hay quá khứ tiếp diễn.
Anh nghĩ em kiểm tra lại cua bốn, cua năm, cua cua ba, cua bốn, cua năm. Em kiểm tra lại cua ba, cua bốn, cua năm ấy. Bàn tròn cây như vậy, nói như thế là mình đã biết mình sai ở đâu rồi đúng không? Và nhắc là để hiểu thì nó phải giải thích. Bàn tay nhau kiểm tra lại 3 4 5. Rồi, một số bạn đã tương tác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm, bởi vì nó còn phân nửa không kịp. Bạn ơi, kịp nên các bạn cố gắng tương tác nhanh. Đó, được mấy bạn có đáp án đúng rồi, đúng lắm rồi bạn, mạnh cương rồi mình. Nó là những bạn rất là tích cực và có đáp án đúng, mạnh cương rất là nhanh. Tuấn Hưng ơi, em kiểm tra lại này. Em kiểm tra lại cô 1, cô 2. Quý, Đức Quý kiểm tra lại cô 2. Lê Na kiểm tra lại cô 3 đây. Bây giờ nào, cô 1, ai có thể giải thích được nào? Ai giải thích được cô 1? Mời mời bạn Trúng Dũng nào. Bạn Đức Phước kiểm tra lại cho cổ của bà, của bốn, của năm em. Ok, nếu các bạn ấy mà chưa biết chúng ta hạ tay xuống đi, để cô biết bạn nó biết cô gọi kìa, còn mất thời gian các bạn này. Giờ bạn tương tác rồi thì cô đã chậm được rồi, không vấn đề gì nữa, yên tâm rồi đúng không? Phương Linh nhé, em kiểm tra lại cô 1, cô 3, cô 4. Còn những bạn mà cổ không nhắc gì cả mà chỉ thả tím á là các bạn đã đúng hết nhá. Còn cổ nhắc là bạn nhớ xem lại. Hoài thứ cũng phải xem lại cô 1. Rồi bạn à, Giá Quý đúng rồi. Rồi có hỏi cô 1 nào, ai giải thích cho nào. Mời bạn Văn Châu đó. Văn Châu giải thích cô 1 đó. Nên là cô gọi học mà cô nhổ hạ tay xuống để phát biểu để biết mà không hạ tay nữa, đúng ghi bài em có không làm bài quấy nó bị. Mời Khánh Huyên à. Anh Huy giải thích cho nó. Cô mời bạn Trần Tinh à. Em thì có lớp vi cổ quyển nên vậy nên ta chỉ ở quá khứ đơn nên chọn. Có
đúng không? Thank you. Ở đây các bạn này, câu này nhá, nhìn thấy chữ quen này và nhìn thấy mệnh đề thứ hai, người ta đã chia thì quá khứ tiếp diễn. Trong khi tôi đang đợi xe buýt ở taxi thì tôi nhìn thấy vụ tai nạn. Cái việc nhìn thấy này nó xảy ra sau khi chúng ta đứng đợi xe taxi. Vì vậy á, chúng ta sẽ chọn câu này là ở thì quá khứ đơn. Ta sẽ chọn chữ số. Chứ chúng ta không nói tôi đang nhìn thấy một vụ tai nạn trong khi tôi đang đứng đợi xe taxi đâu. Cũng có như thế. Và hành động đợi nhìn thấy nó xảy ra sau hành động đợi xe taxi. Nên chúng ta sẽ chọn ở thì quá khứ đơn. Câu thứ hai. Câu thứ hai nào. Mời bạn cuộc lắm nhà thích đó. Chào tôi phụ là what you doing? Vì sao đây thầy? Vì hành động xảy ra trước thì chưa quá khứ tiếp diễn. Còn hành động xảy ra sau thì chưa quá khứ đơn. Anh đồng thầy đã sao là anh đồng nào đấy? When iPhone. Ok, thank you. Ở đây nhá, khi tôi gọi hành động này, tôi gọi nó chém ngang hành động bạn đang làm gì? Bạn đang làm gì khi tôi gọi? Vì vậy cái tôi gọi này nó chém ngang với hành động đang xảy ra. Nên chúng ta sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn ở về trước. Và về thứ hai chúng ta dùng thì quá khứ đơn. Và chữ quen, là có chữ quen thì quá khứ đơn. Về trước chọn thì quá khứ tiếp diễn. Bạn đang làm cái gì khi tôi gọi vậy? Vì vậy hành động tôi gọi điện này chém ngang cái hành động tôi làm, bạn làm. Rồi câu thứ ba. Mạnh Thanh phát biểu nào. Em tôi có em cho đứt đơn vị gì? Vì. Vì có là summer dấu hiệu của quá khứ đơn. Đúng rồi. Câu này còn là summer và không có của thi tiếp diễn. Nên chúng ta phải chọn thi quá khứ đơn. Đất đơn vị gì? Câu thứ tư. Câu thứ tư. Nhiều bạn cũng nhận được đáp án đó là yên tâm nó bị đúng hết rồi. Hà Mỹ phát biểu nào. Cô có thứ tư có dấu hiệu là lát là chưa thấy quá khứ đớn. Nên em chọn Em chọn rến địch. đúng rồi, nhưng mà nhiều bạn lại chọn là của rồi mình thôi. Ở đây là dấu hiệu của thi quá khứ và chữ lạc nên chọn là thế mẹ đấy. Cô bỏ áo vì cô bồ nó quá khứ. Bây giờ cô nào mãi giải thích được nào, ai giải thích được cô nào nào? Cô mời bạn Mạnh Cương nào, giải thích nào. Em thưa cô là cô nắm là có vậy vậy tự có quái con có dấu phẩy nên đấy là dấu dấu hiệu của thi quả quả khứ tiếp diễn của Nên em chọn quả quá read đúng không. đúng rồi, cảm ơn em. Thế thì quá hai cái bài tập thế này các bạn có thể bổ sung thêm, bởi vì những cái này là bạn đã được học ở lớp 8 rồi, cho nên là cố ổn nên cố ghi ngắn gọn. Nhưng mà quá mấy cái bài tập thì nếu bạn không biết thì bạn nên ghi chú vào nó vở, cố đọc chậm này. Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đáng xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Có nghĩa em sẽ nhìn thấy ất còng dơ còng dẹt tới đấy hoặc làm gì gì đó. Diễn tả hành động đáng xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ. Thì quá khứ tiếp diễn.
Vế thứ hai, diễn tả hành động đáng xảy ra. Đúng không? Thì có một hành động khác chen ngang. Hành động chen ngang đó chia thì quá khứ đơn, còn hành động đáng xảy ra thì chia quá khứ thực diễn. Hoặc một hành động đáng xảy ra thì có một hành động khác xảy ra ở phía sau chen ngang. Đúng không? Ví dụ như nói là tôi nhìn thấy vụ tai nạn khi tôi đang đứng đợi, thì hành động tôi đang đứng đợi nó xảy ra trước hành động nhìn thấy. Và một ý nữa đó là hành động đáng tiếp diễn, hai hành động sóng sóng cùng xảy ra trong quá khứ. Có từ nổi là từ why, khi trong khi mọi người đang nói chuyện cùng nhau thì anh ấy này đang đọc sách, cũng tham gia nói chuyện mà đang đọc sách. Vì vậy là hai hành động này sóng sóng cùng xảy ra. Đó là về thì quá khứ tiếp diễn. Đáng lẽ là sẽ cho thêm một bài tập để luyện nữa, nhưng mà vì bữa giờ là chúng ta cũng học về thì nhiều, tương đối nhiều rồi, đúng không? Nên bây giờ cô sẽ cung cấp cho bạn luôn về một thi nữa cũng khá quan trọng để học những câu tiếp theo. Đó là thi quá khứ hoàn thành. Thi quá khứ hoàn thành. Nên bạn mình vận dụng được vào bài tập này. Bạn ghi vào vở ạ. À. Thi quá khứ hoàn thành. Cố gắng tự tặng nghe nhảy nhá. Thì khi tối bạn học về thì hiện tại hoàn thành rồi. Bạn nào có thể nhắc cho cô thi hiện tại hoàn thành có công thức như thế nào? Hãy nhắc lại nào. Thì hiện tại hoàn thành có công thức như thế nào? Mời bạn Khánh Thương nào. À, Khánh Thương hay Khánh Huyên đi, cô cứ gọi cái bạn còn địch đang đàng hoài này này. Vì không đổi tên nên hay gọi quên. Chờ thưa cô là thì hiện tại hoàn thành có công thức là có khẳng định là S cộng H cộng H cộng VSD cột 3. Còn phủ định là S cộng H cộng H not cộng với VSD cột 3. Câu phụ à câu nghi vấn là have và have cộng với chủ ngữ cộng với vế để cột ba. Rồi. Thank you. Đấy. Thế thì ở đấy này, thì hiện tại hoàn thành các bạn đã được học tối hôm qua. Đó là nó sẽ có công thức là have hoặc là has và VED. Thế thì hôm nay chúng ta học thi quá khứ hoàn thành. Thì đã nói về quá khứ thì chúng ta chỉ việc đổi cái chữ have và chữ has này này đưa về thì quá khứ đơn hoặc cột 3. Quá khứ thì đưa với nó quá khứ. Thế thì chữ hét hoặc chữ hét đưa với quá khứ thành chữ gì? Đó, ai có thể đọc công thức của thi quá khứ hoàn thành cho cô nào? Công thức. Đưa cái chữ hét với chữ hét là đưa với quá khứ là được. Bạn nào là? Cô mời bạn à, cuộc lắm đâu? Chào được cô. Chủng cấu khẳng định chủ ngữ cộng hét cộng vấp pp. Câu phủ định là chủ ngữ cộng hét cộng not cộng vấp pp. Câu nghi vấn là hét cộng chủ ngữ cộng vấp pp. Rất tốt. Chúng ta chỉ việc thể đổi cái chữ has và have vậy thành had. Đổi thành chữ her are you là được. Đó, her are you là được. Đó. Bạn cuộc lớp mà nó đọc được công thức tổng quát rồi. Chỉ quan trọng là giờ mà sao mà biết được phải dùng đó là quá khứ hoàn thành hay là quá khứ hiện tại hoàn thành hay là thi quá khứ đơn thôi. Còn công thức thì nó khá là đơn giản. Đó. Thế thì dùng cái dấu hiệu để giúp em chia thi quá khứ hoàn thành. Ta sẽ có từ after, before, as soon as, by the time, when, ready, just, seen, for.
là những dấu hiệu vượt qua bạn học ở thi quá khứ hiện tại hoàn thành. Hôm nay nó vẫn nằm trong quá khứ hoàn thành với already, just, seen và for. Thế thì khi nào sẽ dùng những thi quá khứ hoàn thành, cô sẽ giải thích tiếp nhé. Quan trọng ở đấy này, dấu hiệu của thi quá khứ hoàn thành là những từ này thường xuyên xuất hiện các bạn này. Những từ này nó thường xuyên xuất hiện này. Đó là từ after, chữ before, chữ as soon as, by the time là những cái mà hay xuất hiện với thi quá khứ hoàn thành, hoặc từ when. Còn ba bốn cái thứ sáu là dùng hiện tại hoàn thành nhiều hơn. Đó là bạn cố gắng bạn nắm cho được bốn cái từ này: after, before, as soon as, by the time và when. Đó là dấu hiệu. Thế thì nó được dùng để làm gì? Thế cho bạn nhìn này. Thì quá khứ hoàn thành nó dùng để diễn tả một cái hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Thì quá khứ hoàn thành nó diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Cô lấy ví dụ này. Cô lấy ví dụ. Một số bạn khi này là do cô nhắn tin là nhầm cái chữ tối, cái chữ sáng. Nên một là không có học, nghỉ là học buổi tối. Nên khi bạn vào lớp lúc 7 giờ 45 phút, cô và những bạn khác đã bắt đầu bài học rồi. Vì vậy cái việc bắt đầu bài học của cô và những bạn khác đó nó xảy ra trước cái hành động mà bạn vào lớp học bài. Nên cái hành động học sẽ chia ở quá khứ hoàn thành, còn hành động bạn vào lớp sẽ chia thi quá khứ đơn. À, hành động đã xảy ra và chấm dứt trước một hành động khác trong quá khứ, đó là cái đơn giản nhất. Còn ngoài ra tí nữa cô sẽ giải thích tiếp, đó là after và before dùng như thế nào. Đó, nhưng mà trước mắt là cứ nắm cho được công thức của quá khứ hoàn thành cho đã. Cô nói lại này, thì quá khứ hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trước một hành động khác trong quá khứ. Cái hành động xảy ra sau sẽ chia thi quá khứ đơn. Hành động xảy ra trước kết thúc rồi sẽ chia thi quá khứ hoàn thành. Nó khác với quá khứ tiếp diễn lúc này, xảy ra trước nhưng mà đang tiếp diễn. Con đấy đã xảy ra và đã kết thúc. Bây giờ bạn vận dụng, bạn làm bài tập này cho cô. Câu làm cô 1, à, cô 2, cô 3, cô 4 thế ạ. À, cô 1 làm bình thường. Chia thi quá khứ hoàn thành ạ. Bạn chỉ cần ghi kết quả vào vở là được. Cô thầy bạn máy chỉ là bạn nó ghi đầy đủ 4 câu xong là bạn nó chụp bạn gửi vào chat. Cô chậm một lần bạn gửi một tin nhắn là được 4 câu luôn. Đợi mất thời gian. Bây giờ bạn chia 4 câu này ở thi quá khứ hoàn thành ạ. Có căn cố làm màu một cổng các bạn. Ai có thể giải thích cô 1 nào? Mặc dù nhìn thấy chữ lục nhưng mà đấy không phải thi quá khứ tiếp diễn hay quá hiện tại tiếp diễn nữa nhá. Mời bạn
Mạnh Thanh đó, thế Mạnh Thanh câu 1 này sẽ làm như thế nào em? Cô theo em là Lý Vĩnh. Cô đã nhắc là không phải thi quá khứ tập diễn, không phải thi hiện tại tập diễn mà. Lý Vĩnh đi thi, Lý Vĩnh là thi nào vậy Thanh? Hiện tại tập diễn. Hiện tại tập diễn hoặc quá khứ tập diễn, nhưng muốn làm như vậy em phải thêm cái gì vào trước nữa. Thêm chú Bí. Đúng rồi, em nói chứ thiếu chú Bí phải không? Cho Ừ. nên là cậu này là không phải tiếp diễn mà chúng ta đang học quá khứ hoàn thành, nên sẽ chia như thế nào? Hẹp liệt. Đúng rồi, cảm ơn em, đúng rồi em hiểu bài rồi đấy, nhưng mà em phải mạnh dạn tích cực tương tác với cô nữa, em giơ tay lên để cô biết em đã hiểu nên em cứ ngồi im nữa. Ở đây các bạn này, trước mắt là đề ra của chúng ta là thi quá khứ hoàn thành, nên bạn cứ viết cho cô chữ hẹp đơ vô. Còn ạ, trong cả bốn câu này bạn cứ phải viết chữ hẹp đơ giống như thế này, trong năm câu nợ bạn cứ viết gùa dơ với gùa rơ đấy. Còn động thứ chín từ nay bật quy tắc, nên đi sáng cột bá chúng ta phải đổi thành từ bẹ lẹ chứ không phải từ líp thêm đế như lúc này, bạn nó bị lồi đấy đúng không, nên hét lép. Thế thì tại sao ở đấy chị em nhìn thấy chữ lục này, bật trước câu này chữ lục mà có chú Thán là chị của hiện tại tập diền, vừa nãy cố lên nhổ chị thích quá khứ hoàn thành thì làm sao mà nhẹm tham được. Thì từ lúc này này nếu như động từ nó đáng diễn ra thì các bạn sẽ dùng quá khứ hiện tại tập diền, nhưng mà hành động để cửa sổ mở, hành động này nó đẩy rồi đúng không, nó kết thúc hoàn toàn rồi. Hôm nay bạn vào lớp thầy bốn cánh cửa của lớp đang mở toang như vậy, vì vậy ái đó đã để cửa sổ mở. Cái việc để cửa sổ mở là từ buổi học hôm qua rồi, nó chậm dứt hoàn toàn trong quá khứ, nên chúng ta sẽ dùng thi quá khứ hoàn thành. Cho nên không phải khi nào thầy chỉ lục chậm thán nó đều chỉ quá khứ hiện tại tiếp diễn đâu nhá, phải phụ thuộc cái động từ trong hoặc nữa. Mà bạn hiểu tình huống như vậy, ái đó đã mở cửa sổ rồi. Hay là đơn giản khi nào bạn bắt đầu vào học là mẹ nó chuẩn bị bữa sáng món gì đó mà bạn bận học trước khi bán đúng không, trước khi bán nên là bạn mới lấy học xong thì giờ cô cho nghỉ xuống là hết rồi. Ái đó đã ăn mất của mình món bữa sáng, nhìn kia không còn cái gì nữa đúng không. Rồi câu thứ hai, câu một thì có này nhiều bạn nhầm vì cái chữ lục. Cô Hải thì cô đã nhận được tin nhắn của bạn Tùng Lâm, bạn được quý đúng không, đúng không? Bạn Hoài Thướng, bạn Đăng Hoài, bạn gì Thượng Khánh Huyền hay bạn Khánh Thướng gì vậy? Đúng rồi, Thương Lĩnh đúng rồi, Đinh Sáng đúng rồi. Đấy, bây giờ mà bạn đọc câu tiếp theo nào, sẽ làm như nào? Câu thứ hai, mời bạn Giá Huy nào, theo Giá Huy chứ ta sẽ làm gì với cô hai? Thu Hằng đúng rồi. Nhưng mà các bạn kiểm tra xem nhá, cái chữ hai là cô bán thế này, kiểm tra thế này nó có bật quy tắc không? Mời bạn Giá Huy phát biểu của hai em nào, nhanh lên em, buổi này là quá giờ đi, nhiều bạn là một người máy thì hết bí nữa. Giáo ơi, gọi là không thể mà có mời Hoài Thượng đâu. Cô kêu Khánh xuống chưa? Em Khánh Thương, em phát biểu đi. Giờ câu số 2 là em thêm là hát với em truyền đưa ánh sáng là đưa rắn. Rồi. Rồi, cảm ơn em. Câu thứ ba, mời bạn Hoài Thướng nào. Cái từ này này, sáng cột bá là sẽ xanh đơ rung, không phải đơ rảnh nữa. Á là cột hái, mà ú là cột bá. À. Hoài Thướng, em phát biểu đi.
Gọi được là bắt cơ hội. Mời bạn Khối Nguyễn nào. Khối Nguyễn. Thấy chưa nào? Giờ này rồi mà gọi là không được. Mời lấy nào phát biểu nào. À. Từ cổ là hết tại đơ Từ đây có bật quy tắc không em? giờ nọ Nó bật quy tắc à? Hắn bật quy tắc rồi. Cái từ này này, sáng quá khứ là chúng ta bỏ đi một chữ e. Con sáng quá khứ phần từ chúng ta thêm chữ n vào, em n vào. Hết hai lần đó, hai lần cái từ này bật quy tắc các bạn ạ nhá, đừng có thể bị đi vào bật quy tắc này. Chúng ta gấp đôi cái chữ nơ lên, chữ nơ lên nó, chúng ta thêm e nơ vô. Đó là phải học cái thi này đây, bữa sau học cấu điều kiện này, cấu trực tiếp gián tiếp này, cấu ước này, cấu bị động này. Rồi, câu 4. Câu cuối cùng. Sẽ mời bạn Ngọc Lâm phát biểu nào. Ngọc Lâm. Ngọc Lâm nào. Bán gọi trong bàn này mấy chữ rồi. Cái bàn quanh chỉ là mở mình lên, và quanh nhớ là mở mình lên, có gặp thì em á. Quanh nhớ. Suy hiểu nào. Dạ có. Em giải thích cô bà bộ này làm gì? Em kiểu biết làm quá. Giờ khi nào giờ đổi với cô một, cô hai, cô ba, các bạn họ thêm cái gì vô đâu. Họ thêm cái chữ chỉ nước được rồi em. Hạt. Đúng rồi, em cứ thêm vô cái này này. Bây giờ em ra lại cái bảng hút rượu của cô. Cái chữ thấy nờ đưa sang cột bá thành chữ gì? Cái chữ thấy như này. Đưa ra con bá thành chữ gì? Rồi em không thuộc khi khó lắm. Và bằng mà chị hay được quý phải không? Được quý. Được quý, được quý. Em ra trong cái bảng của trường cô, em ghi vô vở 60 đồng tư đáng nhớ là cái chữ thạch đi sáng con bá thành chữ gì? Ai biết không? Dạ tư thì đại bộ Rồi phận Huy mất, Huy mất thay con chị đẹp. Anh chữ gì? tư tỷ hưởng em nói có là tích cực của Đúng rồi. Thế nên tại sao mà cổ viên nhỏ của em học đi. Cái tuổi mấy cái em chị em thì anh thay cũng phải chia thành thạch cân chứ đâu. Đúng không? Rồi thế thì ở đấy các bạn này, quan trọng nhất là các em phải cố gắng. Cô cũng biết là một số bạn nó chưa nắm được các thi đâu, mà lại chưa một nhiều thi để em quên lúc túng, thì chỉ có con đường là em tự học thôi. Tự học đi, dựa trên những cái cố gợi ý để tự mình học thuộc, đừng có nhầm lần thi này với thi kia. Thế bạn cố gắng làm bài tập. Bữa sáu nó sẽ có một bài kiểm tra tổng hợp tất cả những thi bạn đã được học, thì bạn phải vận dụng được câu đó là chia thi nào. Vì vậy là nhắc là phải cố gắng học 60 cái động từ bằng quy tắc nó đi, rồi viết lại công thức của quá khứ tiếp diễn,
Hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành là cả khi tối và cả sớm đi học này. Rồi bạn sẽ làm bài tập ai cho ta. Mật khẩu là số 2 cô gửi trên nhóm lớp. Là bạn truy cập bạn làm khi bạn đã học được thi quá khứ thực diện phân biệt với thi quá khứ đơn. Thì bạn tránh thủ bạn học để cố gắng cải thiện thêm. Còn hôm sau sáng giang của đồng tư nó khó hơn nữa các bạn ạ. Nó khó hơn nữa. Nên các bạn cứ cố gắng khi thi đây nắm cho chắc cái đã. Cố gắng nhá. Rồi cô sẽ ra một bài tập về thi quá khứ hoàn thành. Ở trên đó các bạn chép vào và làm. Được chưa ạ? Do hôm nay vào học do một số bạn là còn vào buồn nên cố kéo thời gian tí. Các bạn cố gắng. Ai có ý kiến gì nữa không ạ? Không ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học sau. Goodbye, teacher. Goodbye. See you later.